Quang Đẩu xin chào các bạn trên Face cũng như trên YouTube, các phụ huynh và các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước, với lời chúc sức khỏe bình an trong mùa dịch. Và mới đây thì nhà thơ Nguyệt Kim Sơn cũng đã cảm hứng viết một bài thơ rất là dễ thương. Nó trở thành một cái ca khúc, gọi là bài ca tặng cháu, mà nhà thơ Nguyệt Kim Sơn cũng đã ngẫu hứng hát bài này. Bên cạnh đó thì có nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đình Thậm ở Đà Nẵng cũng đã chắt lọc và chọn lọc lại thành một cái giai điệu rất là thiếu nhi, rất là hồn nhiên cho các cháu thiếu nhi khi bước chân vào năm học mới 2021 và 2022. Cho nên bài này các cháu cũng rất dễ hát qua cái giai điệu mà nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đình Thậm đã chắt lọc lại. Các cô giáo, thầy giáo ở khắp nơi cũng dễ sử dụng và tập hát cho các cháu. Với một cái ca khúc rất đồng điệu cho những nhạc sĩ, bản thân tôi cũng đã đồng điệu được với cái giai điệu này. Cho nên cảm hứng tôi cũng gửi đến cho các thầy cô giáo và các phụ huynh, các anh em trên Face cũng như trên YouTube, với một cái chiếc kèn, mà chiếc kèn này là harmonica, thì tôi thì cũng biết qua chút ít, tại vì vừa rồi có ông bạn Nguyễn Tấn Hỷ ở Lê Cơ Công Tâm đi ngang qua đó, thì nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ cũng đã tặng cho tôi, tại các cháu nó không biết thổi, nó thổi nó quậy cả ngày, cho nên là nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ cũng tặng cho tôi và tôi đem về hôm nay và tôi tập thổi, thổi cái kèn harmonica, và tôi sẽ gửi tặng cho các thầy cô giáo và các cháu thiếu nhi bước vào lớp 1 của cái năm học 2021-2022. Và Quang Đẩu xin gửi lời chúc sức khỏe cho các thầy cô giáo và cũng như các cháu thiếu nhi bước vào năm học mới. Một cái lời chúc là học tốt, dạy tốt, và các cháu ngoan lễ phép với ông bà cha mẹ.